đi thôi. Không có tu. Em không có biết uống, anh giải thích đi anh. Cái này không có tu.
uống rượu có trách nhiệm và đây là rượu ngon. Ok, một shot của nó rất là ngon. Không tu được à? Một cái chai nước. Mỗi lời tu thì có sao không? Hãy gentleman lên. Cái này là hả? Thank you.
Rồi, 1, 2, 3. Một kiểu nha, một kiểu nha. 1, 2, 3. Alo. Báo đài truyền thông cùng với các khán giả đang theo dõi cùng với chúng tôi thông qua livestream trên fanpage của Rapid cùng với YouTube. Yeah, thank you, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đây là buổi họp báo độc quyền đầu tiên của Quán Quân, Á Quân cùng với các thí sinh trong top 8 và đặc biệt là buổi 6 quyền lực của Rapid. Và tiếng tăng xin phép được chia sẻ, chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phần. Phần đầu tiên sẽ là phần dành cho tất cả các anh chị phóng viên đại diện cho các cơ quan báo đài truyền thông ở đây.